Hòa tan đến hết 10 gram bột sắt trong 200 ml dung dịch H2O3 2M, thu được khí NO duy nhất và dung dịch X không màu chứa một chất tan. Giá trị M bằng. Ở đây người ta cho chúng ta là dung dịch X chỉ chứa một chất tan. Điều này chứng tỏ là có thể sinh muối sắt 2 hoặc sinh muối sắt 3. Hiểu vấn đề không? Vì lý do là gì? Ở đây người ta không cho sắt dư, không cho H2O3 dư. Nếu sắt dư tạo muối sắt 2, H2O3 dư tạo muối sắt 3, người ta không nói gì, người ta cái dung dịch chỉ chứa một chất tan. Chất tan chắc chắn có muối sắt. Thì có hai trường hợp diễn ra. Sắt vừa hết, H2O3 vừa hết, vừa tạo muối sắt 2. Sắt vừa hết, H2O3 vừa hết, vừa tạo muối sắt 3. Hiểu được chưa? Như vậy trong bài toán này chúng ta sẽ có hai nghiệm và tất cả đáp án đều hiện hữu là hai nghiệm. Bài này chúng ta sẽ dùng tinh tế một chút xíu. Ở đây em dùng biểu thức liên hệ. Biểu thức liên hệ giữa HNO3 và khí NO. Ta có mol HNO3 sẽ gấp mấy lần mol NO đây? 4 lần mol NO. Cái thằng này chứng minh như sau. Em nhớ bảo toàn E của nó là số 3 cộng cho 1 liter trong này nữa thì nó là số 4, thế thôi. Được chưa? Ta đáp vào. Số mol của H2O3 bây giờ là bằng 0,2 nhân cho 2 gấp 4 lần mol NO. Được chưa? Giờ đây em tìm được mol NO đi. Từ đây sẽ suy ra được mol NO. Mol NO chúng ta sẽ bằng 0,4 chia 4 thì bằng 0,1 mol. Được chưa? Ở đây chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp 1 là tạo muối sắt máy. Trường hợp 1 là tạo muối sắt 2. Được chưa? Khi đó ta có biểu thức là gì? 2 lần mol sắt. Đúng chưa? Bằng 3 lần mol NO. Đúng không ạ? Và trường hợp 2 thì nó sẽ là gì ạ? Trường hợp 2. Trường hợp 2 là tạo muối sắt máy. Tạo muối sắt 3. Khi đó ta có là gì? 3 lần mol sắt bằng 3 lần mol NO. Đáp vào. 2 nhân cho 2 nhân 2M chia 56. Đúng chưa? Bằng 3 NO. NO chúng ta tính ở trên rồi, 0,1. Giờ đây em sẽ tìm được M. Bên này sẽ bằng 3 nhân M chia 56 bằng 3 nhân cho 0,1. Và giờ đây em sẽ tìm được M luôn. Bấm máy tính. 2 m chia 56 bằng 3 nhân 0,1 ship sau bằng 8,4. Trường hợp thứ nhất là 8,4 gram. Trường hợp thứ hai em chỉ cần biến số 2 thành số 3 là đủ. Ship sau bằng 5,6. Như vậy ở đây chúng ta chọn câu đúng là 5,6 và 8,4. Chọn câu đúng ở đây là câu A.